Anh em trên chúng ta cùng lên chúng ta nghe lời Chúa rồi chúng ta đi vào sự cầu nguyện. Tôi đọc trong Thi Thiên 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hàng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn, đáng ngợi khen thay. Sự cao cả Ngài không hề dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền sự quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh hoài nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra sự kỷ niệm về sự nhân từ của Chúa và hát lên sự công bình Chúa. Là cảm ơn Chúa về điều đó. Cha ơi, chúng con đời khen Ngài, chúng con tôn cao danh của Chúa, để Chúa thần linh của Đức Chúa Trời Ngài chúng con mời đón đến hiện diện với tất cả chúng con tại nơi đây. Giúp tất cả anh em trên chúng con hướng trọn tâm lòng, tâm trí, sức lực chúng con về nơi Chúa trong sự thờ phượng buổi chiều hôm nay, để Chúa yêu dấu ở cùng tất cả chúng con, được chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, đem chúng con đến sự gần gũi Chúa và bước đi với Ngài mỗi ngày càng gần gũi hơn. Chúng con cảm ơn Cha, để Chúa yêu dấu ở cùng, để Chúa yêu dấu lắng nghe, để Chúa yêu dấu đáp lời chúng con cầu xin Ngài tại nơi này. Chúng con cảm ơn Chúa, để Chúa yêu dấu. Xin dâng hết tất cả anh em trên chúng con hướng trọn tấm lòng, tấm con, tâm trí về trong sự thờ phượng trong giây phút này, như lời Ngài hứa với chúng con, Ngài sẽ ngự đến, để Chúa xin hãy ngự đến để kẻ thù nghịch của chúng con tản lạc, như lời Ngài đã phán. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng lên Chúa sự ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ và thờ phượng danh cao cả của Ngài trong giây phút này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Alleluia. Ngài khen Chúa, chúc tụng danh của Ngài. Hãy nói với linh hồn, hãy ngợi khen Chúa vì mọi ân điển Ngài đã làm trên đời sống của chúng ta. Alleluia.
want to sing this chorus one more time. Chúa muốn thấy Chúa đang ngự trị con tôn cao ngài. Chorus. Oh, sorry. Con suy tôn ngài. Chorus. Chúa xin dùng chạm đến mỗi tấm lòng anh em xem chúng con. Để Chúa những điều gì còn vương vấn ngăn trở để chúng con bước đến gần mũi hơn. Để Chúa yêu dấu xin thần linh của Ngài dùng chạm, thần linh của Ngài thăm viếng và dẫn dắt mỗi chúng con Chúa ơi, để rồi đời sống chúng con bước đi với Ngài. Đời sống chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa hơn, kính sợ Ngài hơn, đầu phục Ngài hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Để Chúa yêu dấu bởi quyền năng thần linh của Ngài, để Chúa được chạm đến mỗi anh em chị em chúng con, cất đi mọi gánh nặng, bệnh tật, sự áp bức, mọi thế lực nào còn ngăn trở bước đi chúng con đi với Ngài, để rồi đời sống chúng con đi bước đi trong hành trình tự do, mạnh mẽ và đắc thắng. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài, để Chúa yêu dấu ở cùng và thăm viếng mỗi anh em chị em chúng con trong giây phút này và những giây phút còn lại mà chúng con ra mắt Ngài, suy gẫm lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Anh em chị em chúng ta cùng, chúng ta cứ đứng và rồi chúng ta cùng đến để chúng ta dự tiệc thánh trong giây phút này. Cảm ơn Chúa cho chúng ta cơ hội đến trong nhà Chúa để chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa. Chúng ta cũng không quên rằng Chúa đã chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta.
và chúng ta dự tiệc thánh thì cũng là cơ hội anh em chị em chúng ta ai đã chuẩn bị cho sự chân hiến thì đây cũng là cơ hội để chúng ta làm công việc đó. Lời của Chúa nhắc cho anh em chị em chúng ta biết mỗi khi chúng ta đến thánh tiệc thánh ấy, vậy mỗi lần anh em ăn bánh này uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc này đến. Bởi đó ai ăn bánh uống chén cái không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh và uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Chúng ta cảm ơn Chúa. Như lời Chúa Giêsu công bố, đây là thân thể ta và đây là huyết ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, đây là một sự bổ nhiệm mà chính Chúa đã công bố điều đó. Anh em chị em hãy đón nhận như là một sự bổ nhiệm mà Chúa ban cho, để khi chúng ta nhận lấy, chúng ta sẽ được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Nhớ, không phải đây là sự tượng trưng, nhưng mà là một sự bổ nhiệm. Vì Chúa Giêsu công bố và sứ đồ Phaolô công bố, này là thân thể của Chúa, này là huyết của Chúa. Ta cảm ơn Chúa, và lời Chúa cũng nói rồi, thì khi chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta được kết hiệp với thân của Chúa và huyết của Chúa. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đã nói với chúng con, chén phước lành mà chúng con chúc phước há chẳng phải là thông đồng với huyết của Chúa sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ ra há chẳng phải là thông đồng với thân thể của Đức Christ sao? Lạy Chúa, xin sự bổ nhiệm này là điều mà chúng con sẽ kinh nghiệm trong mỗi đời sống chúng con khi chúng con đến và chúng con đón nhận. Không phải chỉ là tượng trưng, nhưng là sự mầu nhiệm để chúng con được kết hiệp với thân Chúa và với Chúa. Để Chúa Thánh Linh xin giúp đỡ tất cả chúng con để chúng con sống xứng đáng với cái giá mà Chúa đã trả. Chẳng vì chúng con xứng đáng, nhưng vì Chúa đã trả và chúng con phải sống xứng đáng với cái giá trả đó. Con cảm ơn Chúa. Để Chúa sức dầu trên anh em trên chúng con khi chúng con đón nhận và hà hơi của Ngài trên bánh và chén này để chúng con nhận lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh em trên chúng ta cùng đến nhận lại. Thank you.
Chúa Jesus, trong đêm ngày 11 lấy bánh tạ ơn, rồi bày ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta cùng nhận lấy. Cũng một ngày sau khi bữa tối, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hay khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ta nhận lấy. Cho chúng con ban sức lực, cho chúng con sự sống, cho chúng con hơi thở, để chúng con có sức mạnh, sức khỏe, sự khôn ngoan để làm công việc của Ngài muốn chúng con làm, để có cuộc sống bình thường mỗi ngày. Chúc phước cho anh em chị em chúng con công ăn việc làm. Cảm ơn Chúa cho chúng con có cơ hội dâng hiến vào công việc nhà Chúa. Chúa chúc phước cho công việc tay chúng con làm như lời Ngài hứa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúng ta lấy cơ hội chào nhau anh em chị.